Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đỗ Hữu Ca và câu chuyện học tập theo gương bác càng học càng hư Từ tháng 3 năm 2003, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền đã liên tục phát động phong trào toàn đảng, toàn dân học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Đây được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cũng như của mỗi cán bộ đảng viên Hiện nay, quan chức trong ngành tư pháp như công an, kiểm soát, tòa án, công khai ăn cướp, trấn lột, thông qua việc chạy án ở chốn công đường. Và đây là hình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài học từ vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng bị khởi tố và bắt giam do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã cho thấy tình trạng suy thoái đạo đức của các tướng lĩnh công an nói riêng và lãnh đạo đảng có cấp nói chung là điều có thật. Báo An ninh Hải Phòng ngày 25 tháng 5 năm 2017 đưa tin, Nguyện theo gương bác Đảng ủy Công an thành phố quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin cho biết ngày 24 tháng 5 năm 2017, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt về chuyên đề năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc hội nghị, tướng ca đã chém gió rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng và đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ nâng cao hiệu quả việc học tập để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tướng ca đã nghỉ hưu từ ngày 2 tháng Giêng năm 2019, nhưng theo cáo trạng của vụ án, công tố đã cáo buộc rằng từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở thôn trại trên Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủ Nguyên. Đã cho thấy sự khác biệt giữa lời nói và việc làm của giới lãnh đạo. Và đây là hình bên ngoài của một trong những biệt thự khủng của tướng ca. Công luận thấy rằng, việc vận động cán bộ đảng viên học tập đạo đức Hồ Chí Minh với kết quả quan chức càng học thì càng hư, càng học càng ăn cắp, vậy họ học để làm gì? Và đó là lý do vì sao các quan chức trong ngành tư pháp rất giàu là điều không thể chối cãi. Công an Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, đồng thời khám xét chỗ ở và thu giữ nhiều đồ vật tài sản có giá trị cao. Ngoài hai biệt thự khủng đang sử dụng, ông Ca còn có trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng ông và một số cá nhân khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ nhiều đồ vật tài sản như tiền Việt Nam đồng tiền ngoại tệ, các trang sức, vàng vân vân. Theo vợ chồng ông Ca Khai, đây là tài sản có được thông qua việc tiết kiệm trong quá trình công tác của bố mẹ để lại, quà lễ Tết của các đơn vị và tiền lãi do kinh doanh bất động sản. Dư luận cho rằng với mức lương và phụ cấp của ông Ca trên cương vị giám đốc công an Hải Phòng, thu nhập không quá 20 triệu đồng một tháng, nếu tặng tiện thì cũng chỉ đủ chi tiêu. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, nhiều ý kiến khẳng định rằng càng đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh bao nhiêu, thì càng có nhiều cán bộ bị bắt, bị khởi tố vì tham nhũng là một minh chứng. Và đây là hình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng. Theo báo thanh tra online, trong năm 2023, có hơn 1.000 vụ án mới về tham nhũng trong ngành tư pháp đã bị khởi tố, tăng gần 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tài liệu chính thức từ phía các cơ quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra, Công an, Tòa án đưa ra điều cho thấy sự xuống cấp toàn diện của ngành này với các vụ chạy án rất lớn về số tiền mà người dân không thể tưởng tượng được ngoài việc tiêu tốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động học tập làm theo tấm gương hồ chí minh thì không có thu hoạch nào khác đúng là lợi bất cập hại do đó việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức hồ chí minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước dư luận thấy rằng các quan chức việt nam hiện nay 100% đều tham nhũng, ăn cắp dưới các hình thức khác nhau. Và trường hợp như ông Đỗ Hữu Ca không phải là ngoại lệ. Các cơ quan chức năng hãy sợ đến bất cứ quan chức nào để điều tra, thì quan chức đó đều có dính vào tham nhũng hay nhận hối lộ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Đỗ Hữu Ca và câu chuyện học tập theo gương bác, càng học càng hư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đàm phán không thành công, SpaceX của Mỹ ngừng hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 29 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, SpaceX của Mỹ ngừng đàm phán với Việt Nam về Starlink. Theo đó, kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông qua các vệ tinh Starlink của hãng SpaceX Hoa Kỳ cho Việt Nam đã bị ngừng lại. Đồng thời, SpaceX cũng ngừng hỗ trợ cho các thiết bị bay không người lái của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. AFA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế, loan tin độc quyền, vào ngày 29 tháng 2, dẫn ba nguồn tin thông thạo về đàm phán giữa hai phía về kế hoạch vừa nêu một nguồn từ khu vực tư và hai nguồn từ cơ quan nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cả ba nguồn đều từ chối nêu danh vì thông tin chưa được công khai. AFA cho biết, một viên chức Việt Nam xác nhận, đại diện SpaceX và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam từng có những cuộc gặp ít nhất từ giữa năm ngoái cho đến tháng 11 năm 2023. Nhiều đại diện SpaceX cũng tham gia phái đoàn danh giới Hoa Kỳ Đông Đảo đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2023 và đây là hình bản tin trên AFA. Nguồn tin này cho biết những cuộc thảo luận giữa đại diện tập đoàn SpaceX của Elon Musk và cơ quan chức năng Việt Nam bị gián đoạn vào quý tư năm 2023 khi mà các đại biểu quốc hội Việt Nam không nói lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho SpaceX. Theo RFA, tập đoàn này muốn được là trường hợp ngoại lệ bởi luật Việt Nam khống chế giới hạn tỷ lệ cổ phần kiểm soát 50% đối với phía nước ngoài trong các công ty viễn thông có cơ sở hạ tầng mạng. Tuy vậy, Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 khi thông qua luật viễn thông sửa đổi đã không thay đổi điều khoản này. Dự thảo nghị định thi hành luật này đưa ra trong tháng 2 năm 2024 quy định thêm những yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đặt văn phòng ở Việt Nam và kiểm soát lưu thông dữ liệu. AFA cũng cho biết gián đoạn dẫn đến việc ngừng các dịch vụ thí điểm hỗ trợ của tập đoàn này cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Dù không được loan tải trước đó, nhưng nguồn tin cho biết đó là việc SpaceX dùng vệ tinh để hướng dẫn các thiết bị bay không người lái của Việt Nam tại Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Tin cũng nói SpaceX còn thảo luận với phía Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ công nghệ cho các tiền đồn quân sự. Các nguồn tin đều không rõ khi nào thì đàm phán giữa hai phía được nói lại. Và đây là hình tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX được phóng từ bệ phóng 39A ở trung tâm vũ trụ Kennedy tại Cap Canaveral, bang Florida tại Mỹ. Việc Việt Nam từ chối nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của SpaceX là điều dễ hiểu, bởi đảng Cộng sản Việt Nam coi việc kiểm soát thông tin là điều mang tính sống còn của chế độ. Nếu để SpaceX nắm giữ trên 50% cổ phần thì làm sao Đảng còn có thể thao túng SpaceX như họ đã làm với Facebook, Google, YouTube tại Việt Nam? Làm sao họ còn có thể tùy tiện bóp truyền thông, hạn chế tương tác, đặt tường lửa như từ trước đến nay họ vẫn làm? Một khi người dân được tự do tiếp cận các nguồn thông tin đa chiều thì làm sao Đảng Cộng sản còn có thể dễ dàng thao túng người dân, dễ dàng khiến dân tin theo? tuy rằng đảng có công cụ bạo lực cách mạng trong tay có thể khiến người dân sợ hãi nhất thời nhưng sự bất mãn sự phản kháng sẽ âm ỉ trong lòng dân chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng phát và tất nhiên đảng hiểu điều đó vậy nên Elamus à ông sẽ không có cửa để đàm phán đâu hoặc ông chấp nhận điều kiện của việt nam hoặc là ông biến sẽ không có sự nhượng bộ nào từ đảng và chính quyền việt nam đâu AFA cho biết thêm, vào tháng qua, một bài bình luận trên các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc cho rằng việc kết nối dịch vụ Stalin là mối đe dọa nghiêm trọng cho tài sản an ninh không gian của nhiều nước. Người Việt không rõ Stalin sẽ đe dọa Việt Nam như thế nào, nhưng người Việt luôn khắc ghi những mối hiểm họa từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đàm phán không thành công SpaceX của Mỹ ngừng hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.